Xin chào tất cả các đồng chí nhé. Chắc giờ chắc các đồng chí đã gọi là say giấc lòng nhỉ. Nhưng mà mình gọi là cái nghiệp loa đài, thân con cò con vạc nha. Nói bỏ gì chứ nó đúng là gọi là gì? Mồm còn ăn thì tay còn phải làm. Mời các đồng chí. Mình giới thiệu tới các đồng chí bộ loa vi tính, bộ dàn 2.1 nhỉ. Có tên là So UND Max. Đấy, model là B10. B10. Ở đây của nó như kiểu hồi cũ chỉ vàng, như kiểu đời sân xui ấy nhỉ. Đấy, thế nhưng mà đây là nó cứ bong đi tí này. Đấy, nó cứ điểm điểm bong này. Đấy. Đây xung quanh này. Chung là cái đời này nó làm rất chi là cầu kỳ. Đấy. Tổ phân này đấy, nó tỉa toát nắn nót như thế nào này mà lúc mới mà nó cứ vàng hết như này là trông là cũng ra gì đấy, đúng không? Đấy. Cửa sổ vuông nhá, ở bên trong này nó thiết kế rất cẩn thận này. Trong này có cái lưới này. Đây này, trong này nó có cái lưới để chống cái đồng chí tí chui trong này. Ôi chả xoay được đâu, nhưng mà trong này là nó có cái lưới chắn để cho chuột bọ các thứ thạch thùng nó khỏi nhện dán lằng nhằng, nó khỏi chui ở trong này nó cắn loè. Thế là sao, là nó thiết kế coi như là tương đối rồi cẩn thận kỹ lưỡng. Đây còn đây là hai cái loa vệ tinh của nó đây. So UND, So UND Max, đúng không? Đây, hai cái loa vệ tinh này. Hai cái loa vệ tinh, hai loa vệ tinh này mình đoán chắc nhưng mà không phải, tại vì cái cục này màu đen thì cái này cũng màu đen đấy, nhưng mà sau dưới này lại trắng đấy, không phải sơn lại đâu, mình đoán vậy nha. Tại vì sơn lại thì cái cục này chẳng nghĩa hai cái này màu trắng thì cái cục này màu đen nhỉ. Thôi cho dù là màu đen hay trắng nhỉ thì nó vẫn cứ nói tốt là ok rồi, đúng không? Mình mua là mình hướng tới cái âm thanh, cái chất âm của nó đấy. Âm thanh của nó thì nói chung là tương đối hay. Về cái cục súp này dài này 20 phân này, phải gần 40 nhá. Đấy, video sau test mình sẽ dùng thước mình đo cho các đồng chí xem đây. Nó dài như thế này này. Đấy. Nó dài như này. Cạnh nhá, cạnh thì đừng hỏi sao lại sắc nét như này nhá. Đây cái cạnh này. Đấy, cạnh này mà cái thợ xây mà mới lên thợ không bao giờ làm được cái cạnh tường như thế này. Này. Đây mặt dưới này. Nói chung là rất chi là đẹp nhá. Đấy, thùng không phải bàn cãi. Đây, con nào cũng như con nào mình phải tháo ra để cho quý vị và các bạn soi phiên vỉ của nó. Đấy, chứ không đậy nắp vào bán hàng nhá. Đấy, con súp này, con súp để đánh châm này. Đấy. Thấy không? Nó còn đẹp như thế, thùng vách của nó đây, keo nó dán này. Đấy. Ốc thì nhìn được 1 2 3 4 con ốc nó còn zin được thế. Nhá. Đấy. Keo này đây, keo của tàu nó làm này. Đây nguồn này, khi nào mà dăm 10 năm nữa mà cái cục này nó gì không thích chơi nữa chẳng hạn, lấy cái cục nguồn này ra nha, cục nguồn này ra làm được khối việc. Đấy, ví dụ như mình cái cục nguồn này mình chuyên để độ bluetooth thì chấm hết luôn. À, nó làm kỹ cẩn thận, nó đổ keo này mà thôi. Giờ sang đây nó mạch nhá. Mạch thì vì con này nó dùng công nghệ coi như thế là gì. Đấy, nó không dùng chiết áp, nó chỉnh điện tử. Thế nên là phên vỉ của nó hơi nhiều. Đấy. Đấy, phên vỉ cứ dày dít. Nhưng mà đẹp đúng không? Đấy, đây này. Đấy, chưa có hàn gì đâu nhé, chưa có sửa chữa gì đâu. Còn zin của nó như thế đấy. Đấy, đây là một mạch nhá, quay sang bên đây nữa. Rất nhiều đường vào này. Input này. Đấy, nhá. Đường ra này. Công tắc nguồn. Đây ạ. Đây xoay nào. Đây. Mạch đẹp, nói chung là rất chi là đẹp. Giờ mình quay nốt cái mặt dưới của nó đây này. Đây rồi. Đấy. Hai bên nhá. Đây một bên này. Đây một bên này. Công suất đâu? À đây, đây, đây là bên này là bên IC công suất đây. Xóa công suất nó ở đây nhá. Xóa công suất nó ở đây. Còn bên này là bên bên khiển nha. Này, IC dán đây này.
tại vì cái này nó điều khi chỉnh to nhỏ rồi câm tiếng các thứ nó toàn di hết nên nó phải có khiển nha. Đấy, khiển giá này này, hai mên nhé, không có bên nào hàn gì nhé, bên nào cũng mới còn nguyên di, chưa có hàn gì cả. Đấy. Đấy, tổng thể có xứng đáng để chơi nói cái dòng loại vi tính mà lại còn sửa, lại còn đào bới xây lộn nữa thì thôi, chỉ có Phan Đình Đáp nhá, nó phải còn zin như thế này. Đấy, áp vào là như thế này nhá. Có cái thùng này nhỉ, để trông rất chi là hoành tráng nha. Đây nó sâu như thế này, trông rất chi là lạ mắt đúng không? Đấy, lỗ thì lại cửa sổ, lại cửa sổ vuông. Đây. Thôi khi mình xin phép dừng clip, mình giới thiệu tương đối kỹ rồi. Đi ngủ đây. Mai còn gửi hàng cho các thượng đế. Cảm ơn các đồng chí đã xem video của mình.